Giỏi gớm nhỉ. Đó, cô Lan cho cả 10 điểm về chỗ quỳ. Tại nó lạ quá con, đúng đâu có. Tại mình đi ngược hướng á cho nên nhìn không ra thôi. Rồi giờ cứ thẳng đường đi thôi. Rồi, chỗ này thì thẳng tiến. Rồi quẹo phải, đúng không? Dạ, nó có đường một chiều thì quẹo vô. Đó, nó đi bộ mình cứ như vậy. Mừng hết nữa vậy đi. Thưa anh chị, hôm nay thì nhân dịp em bên nước ngoài về, đó cũng là một cái hồng ân Thiên Chúa đã ban cho các em có điều kiện để về thăm gia đình của hai chị em. Trong niềm tin vào Thiên Chúa thì hôm nay sau khi em từ bên đó về thì anh chị em ta đã đón em về đây. Trước hết thì chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tin rằng là Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình các em và gia đình chúng ta. Sau nữa thì cũng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn thiên nhân ông bà cha mẹ đôi bên để những người đã sinh dưỡng ra các em cũng như tất cả chúng ta. Tạ ơn Chúa, xin cha và con và thánh thần amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân trên chứa trao dồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương êm ấm u con. Xin che chở chúng con hôm nay và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con tại vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn thiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem tới mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời, nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn cô, nhưng cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau trong Chúa nhận lời. Món gợi nhìn hấp dẫn lắm nè. Ngồi đi con, ngồi đi.
quá chừng ngon luôn, chả nè rồi nuôi. Trường ở dưới gối chứ. Nhanh cào nghĩa ca lấy cào anh ấy, cho vui. Đây. Chơi càng ngày á vậy cháu. Chào đó. Bóp luôn đây, lấy tiền hết chú. Chú về mấy giờ?